Từ ngày 10 tháng 4 đến nay, nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang triển khai thu hoạch lúa với tâm thế phấn khởi vì vụ đông xuân được mùa, năng suất cao. Đây cũng là động lực để bà con chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất trong vụ hè thu tới, ghi nhận tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đây là đợt thu hoạch lúa cuối cùng vào cuối tháng 4 vừa qua, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại xã Hòa Phong. Mặc dù là trạc cuối của vụ đông xuân, tuy nhiên sản lượng lúa cần thu hoạch vẫn rất nhiều. Bà con ai cũng phấn khởi vì năng suất lúa đạt cao khoảng 64-65 tạ một hecta, tăng khoảng 6 tạ một hecta so với cùng kỳ. Các giống lúa chủ lực trong vụ này vẫn là Hà Phát 3, DT100 và HT1. Ngoài ra, còn có một số giống hữu cơ trung ngắn ngày khác đang được thử nghiệm. Trong cái vụ đông xuân của 2023, thì bà con là cái nhân là sợ cái giống là trong ngắn ngày là cái chính. Một số diện tích ít thì là cái nhân là vụ chủ động mà nước bơm, thì bà con lùng giống dài ngà, thì cái nó thì ít ra làm giống 12/3. Còn lại là cây nhân là giống trong cái ngà là chiếm là cây nhân 45%. Về cái tình hình sản xuất tăng cái vụ này thì nói chung là cái năng suất lúa là cây nhân là rất là đạt. Trên địa bàn của xã thì chúng tôi đã huy động tất cả các máy và hỗ trợ những thôn nào, hợp tác xã nào mà thiếu máy thì chúng tôi bố trí máy để mà luân phiên để mà hỗ trợ với nhau để mà thu hoạch cho nó đảm bảo kịp tiến độ để mà cày ở đất, chuẩn bị sản xuất cho vụ hè thu năm 2023. Sau khi kết thúc thu hoạch lúa vụ đông xuân, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong đã chỉ đạo các hợp tác xã hướng dẫn bà con nông dân cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới. Cùng với đó, bắt đầu từ tuần sau, ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang cũng sẽ phối hợp với các địa phương triển khai giải pháp chống hạn và tưới tiêu cụ thể cho từng vùng lúa, lên kế hoạch ứng phó trong mùa nắng nóng năm nay. Về cái chống hạn thì trộm thi nông nông nghệ cũng như là công ty cao tốc thủy lợi và phần nông nghiệp cũng đã xây dựng một cái kế hoạch, cái lịch mà chống hạn trong năm hè thu năm 2023. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các hợp tác xã và các thôn chủ động hơn về là thứ nhất là nạo vét kênh mương để đảm bảo, thứ hai là chúng tôi kiểm tra lại các thiết bị máy bơm nước, máy bơm cũng như là có tiếng kênh mà nó cũng thấy là nó chưa đảm bảo thì chúng tôi sẽ triển khai cái nạo vét cho nó đảm bảo và vận động nhân dân là cái việc mà sử dụng nước tưới vào đồng ruộng thì hạn chế cái việc lãng phí. Tính chung toàn huyện Hòa Vang, vụ đông xuân 2022-2023 sản xuất hơn 2.290 hecta lúa, trong đó một số mô hình lúa hữu cơ mới với năng suất và giá trị kinh tế cao dự kiến sẽ tiếp tục được trồng thử nghiệm trong vụ hè thu này.